Thưa quý khán giả, người dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội những ngày này luôn trào dâng cảm xúc thương nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi lần Tổng Bí thư về thăm quê, bà con nơi đây đều cảm nhận được tình cảm thân tình, gần gũi của Tổng Bí thư dành cho làng xóm. Những ngày này, bà con sắp xếp, chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các đoàn khách từ mọi miền quê trở về, thắp nhang tưởng niệm một nhân cách lớn, một người con ưu tú xuất sắc của quê hương. Ngôi nhà giản dị từ thuở thơ ấu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà con vẫn bồi hồi nhớ những lần về làng. Tổng Bí thư luôn dừng xe ở đây rồi chậm rãi đi bộ về nhà. Vào nhà bà. Lúc ấy thì cũng nghèo thôi, cũng chỉ là người nông dân mà. Bà hỏi thế dạo này làm ăn thế nào, có thu hoạch được khá không? Nghĩ rằng là con người mà đã một cấp bậc lãnh đạo mà lại quan tâm từng tí một của dân như thế này, chắc hẳn là cái đức độ của con người. Nhà thờ họ Nguyễn Trọng được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Bức ảnh này, Tổng Bí thư chụp với học sinh giỏi của dòng họ. Bởi Tổng Bí thư luôn chú trọng dạy dỗ, động viên, khuyến khích thế hệ trẻ tương lai. Bác chỉ căn dặn phải đoàn kết, phải gương mẫu, phải giúp nhau xây dựng quê hương, thế thôi. Cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho đời. Trên những con đường làng, nhiều người dân từ các tỉnh khác trở về đây sau những chặng đường dài. Họ đứng từ xa, rưng rưng nhìn vào ngôi nhà của Tổng Bí thư. Đi từ xa đến, chỉ để tận mắt thăm làng quê, nơi đã nuôi dưỡng một con người ưu tú của dân tộc, một lãnh đạo tài cao, đức trọng, cả cuộc đời hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay, tiễn đưa bác, tôi sẽ phải có mặt, kiểu gì có mặt, bận mấy phải có mặt. Công kia gạt việc bỏ lại hết để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác về với các cụ rồi tổ tiên rồi cội nguồn của Việt Nam mình, của các anh hùng, bậc anh hùng của Bác Hồ đã hằng mong ước. Thì bây giờ cũng chả biết nói gì hơn, thì chúc bác Trọng được vĩnh biệt bác và bác được yên ngủ được trong giấc ngàn thu. Anh ấy là người hết sức là khiêm tốn, hiền lành và phúc hậu, luôn có sự nhường nhịn, thân mật, nó không có sự cách biệt giữa lãnh đạo với lại người dân. Trong căn nhà này, thầy giáo Dương Khắc Côn, người bạn học từ thuở niên thiếu với Tổng Bí thư, đã viết những dòng thơ xúc động từ đáy lòng. Họ hàng làng xóm tự hào, dân yêu đảng trọng tin vào nơi anh. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng khóa 11 cho đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đã tiếp tục được đẩy mạnh, gắn liền với nhiều câu nói sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là những chỉ đạo về công tác cán bộ, một công tác then chốt của then chốt. Sau đây là một số những phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng. Ta chọn đúng người thì dân được nhờ, cách mạng được nhờ và đất nước phát triển. Và chọn sai người thì không biết sẽ sao. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có ý chí quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Và tôi đã nói là ai cảm thấy rằng là cản trở nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Hết sức tránh tình trạng chân mình thì còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người, người ta không chịu đâu. Anh phải gương mẫu trước đi đã. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2024. Vào tối qua, tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ.
Phát biểu tại lễ, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ, các đại biểu đã dâng nén hương thơm và thắp hơn 3.000 ngọn nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương, thành kính bái vọng anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, đồng thời tri ân, cảm tạ và nguyện luôn chăm lo, đáp đền công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Chuyển sang những tin tức liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Hôm nay, nhiều trường đại học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe có điểm sàn cao nhất. Tại trường đại học Cần Thơ, điểm sàn của 109 ngành chương trình đào tạo thấp nhất là 15, cao nhất là 19 điểm. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên đều có điểm sàn ở mức cao nhất là 19 điểm. Tương tự, nhóm ngành sư phạm tại trường đại học Đồng Tháp có điểm sàn ở mức cao, dao động từ 18 đến 23 điểm. Ngành sư phạm toán có điểm sàn cao nhất. Cao đẳng mầm non có điểm sàn là 17 điểm. Còn tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho tất cả các ngành là 15 điểm, riêng ngành sư phạm công nghệ là 19 điểm. Năm nay, điểm sàn của 11 ngành đào tạo tại Đại học Chính quy của trường Đại học Y Dược Cần Thơ ở mức từ 19 đến 22,5 điểm. Trong đó, hai ngành có điểm sàn cao nhất là Y khoa và Răng hàm mặt 22,5 điểm, Y học cổ truyền và Dược học 21 điểm, còn lại các ngành khác từ 19 điểm. Vào tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2024 tại Vương quốc Anh đoạt huy chương và bằng khen. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh dự thi, kết quả được 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 1 bằng khen. Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới đang khiến cho mực nước dòng chính sông Mekong có xu hướng tăng mạnh. Hiện mực nước trên các trạm dòng chính đang tăng mạnh, đặc biệt là khu vực Hạ Lào và Campuchia. Ngược lại, mực nước trên vùng đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức thấp và biến đổi mạnh theo triều. Dự báo trong tuần tới, nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế tăng do lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường. Theo nhận định của các chuyên gia, tổ chức, thời gian tới còn xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới có nguy cơ gây mưa lớn. Vì vậy, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo để xây dựng kế hoạch ứng phó kịp thời. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân, đặc biệt là giao thông đường thủy. Việc lưu thông của tàu phà ra các đảo Phú Quốc, Nam Du gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu các cơ quan quản lý phà cao tốc cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc vận chuyển khách du lịch. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách vào mùa mưa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không đưa khách du lịch đến tham quan các nơi nguy hiểm. Các tàu phà cần đảm bảo đầy đủ trang thiết bị về an toàn, phao cứu sinh, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và chở đúng tải trọng. Đối với các tàu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không xuất bến nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Trung bình một ngày có khoảng 50 chuyến tàu phà cao tốc vận chuyển hành khách và hàng hóa từ đất liền của tỉnh Kiên Giang ra Phú Quốc và các đảo. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, các hãng tàu cũng luôn có ý thức thực hiện nhiều giải pháp an toàn trong mùa mưa bão. Thứ nhất là trang thiết bị, thông tin liên lạc trên biển phải thông suốt. Hàng hóa là khi chặn cuộc biển, trên hành trình thì cảnh giới, duy trì tốc độ an toàn. Tàu vận chuyển hành khách đòi hỏi cái không được sai sót hoặc chủ quan. Duy trì công tác bảo trì, bảo dưỡng, các trang thiết bị buồng máy, trang thiết bị buồng lái, tất cả các trang thiết bị hàng hải trên tàu. Cập nhật và nâng cao kiến thức an toàn cho các thuyền viên trên tàu, tổ chức các buổi thực tập cứu sinh, thực tập cứu hỏa và chăm sóc y tế cho các đội ngũ thuyền viên trong đội tàu. Mùa mưa còn là thời điểm các loại côn trùng sinh sôi và phát triển. Đây cũng là thời điểm thường ghi nhận nhiều trường hợp bị viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang. Đây là loại côn trùng nguy hiểm, độc tố có trong cơ thể của loài này mạnh gấp từ 12 đến 15 lần nọc rắn hổ. Nếu tiếp xúc với chất gây độc và không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng nặng. Kiến ba khoang là loài côn trùng có các khoang đen, vàng cam xen kẽ, thân mình thon dài như hạt thóc, dài từ 1 đến 1,2 cm, ngang từ 2 đến 3 mm. Sau những ngày mưa lũ làm ngập đồng ruộng, ao hồ, thì do ban đêm, kiến ba khoang thường theo ánh đèn bay vào nhà.
Có thể là do chúng ta phát hiện chúng ta đập, hoặc là chúng ta chà, hoặc là chúng ta bóp, chúng ta giết, thì lúc này các chất độc từ ở phần bụng hoặc là phần đuôi nó sẽ lây lan. Và những cái chất đó khi mà tiếp xúc trên da ngay vị trí nào thì thường nó sẽ xuất hiện những cái thương tổn ngay vị trí đó. Có thể là xuất hiện những cái mảng hồng ban màu hồng, hoặc là thậm chí là màu hơi đỏ. Rồi sau đó trên cái mảng hồng ban này nó mắc phù nề, nó xuất hiện thêm những cái như là mụn nước hoặc là mụn mủ. Thì kèm theo đó là con người có thể có thêm những cái triệu chứng như là nóng rát, hoặc là châm chích, hoặc là ngứa. Triệu chứng phồng rộp da, nổi mụn nước có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc độc tố từ 12 giờ đến 36 giờ. Nếu không điều trị kịp thời, tổn thương da có thể để lại sẹo đỏ đến nhiều tháng mới hết. Một số trường hợp nguy hiểm, nếu độc tố của chúng dính vào mắt có thể gây ra mù tạm thời. Hiện mà có cái chất tiết nó lên tiếp xúc trên da đó, thì lúc này chúng ta có thể rửa thật sạch với lại một dòi nước liên tục, hoặc là rửa với xà phòng dịu nhẹ. Nếu có triệu chứng thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các loại thuốc bôi tại chỗ mà nó có tác dụng như là giảm triệu chứng ngứa, giảm viêm hoặc là chống nhiễm khuẩn. Có những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp tiếp xúc như là vùng mắt, thì khi tiếp xúc vùng mắt thì hầu hết hiện nay nó sẽ gây ra tình trạng là viêm kết mạc hoặc là phù nề quanh mắt. Những cái độ tuổi như trẻ sơ sinh hoặc là phụ nữ có thai thì lúc này bệnh nhân bắt buộc phải đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Cũng theo các bác sĩ, để phòng tránh kiến ba khoang, người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Buổi tối nên tắt bớt các bóng đèn không cần thiết để tránh thu hút các loại côn trùng vào nhà. Trước khi ngủ nên kiểm tra kỹ giường gối, chăn chiếu. Trước khi mặc quần áo cần giũ sạch xem có kiến ba khoang hay không. Trước tình trạng các cơ sở làm đẹp vẫn ngang nhiên hoạt động, xem thường pháp luật, dù đã bị đình chỉ, Ủy ban Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã dán biển đỏ cảnh báo người dân không đến và không sử dụng dịch vụ làm đẹp tại những cơ sở vi phạm pháp luật đang bị đình chỉ hoạt động. Sở Y tế kêu gọi người dân khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, có thể gọi điện cho đường dây nóng đang hiện trên màn hình hoặc là tải thông tin lên ứng dụng y tế trực tuyến. Chuyển sang những thông tin khác. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, có 2 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Bằng sự quyết tâm, lực lượng cảnh sát điều tra đã phá được một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Mỹ Trân cầm đầu. Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 2024, lực lượng công an đã khởi tố 3 vụ án, tạm giam 9 bị can, thu giữ 600 gram ma túy tổng hợp, gần 400 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan. Công an huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nhân, thường trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, sử dụng xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu. Qua điều tra, đối tượng khai nhận chở thuê thuốc lá ngoại nhập lậu từ cửa khẩu Bình Hiệp ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An về thành phố Cần Thơ để cung cấp cho các đối tượng tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 18.000 bao thuốc lá ngoại các loại cùng một số tang vật khác có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tháp 10 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nhân để tiếp tục điều tra xử lý. Một sới bạc hơn 10 người với các đối tượng đều là phụ nữ vừa bị công an phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang triệt xóa. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 11 người phụ nữ ở độ tuổi từ 40 đến trên 60 tuổi đang tham gia chơi bài. Lực lượng công an đã giữ hơn 10 bộ bài tứ sắc và số tiền trên 13 triệu đồng cùng một số tang vật khác để phục vụ cho việc đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này do bà Phù Thanh Thủy đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Trong số 11 người phụ nữ bị bắt giữ thì có nhiều người đánh bài ăn tiền với tính chất chuyên nghiệp, đã bị cơ quan công an bắt giữ nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Ngoài các con bạc tham gia chơi đánh bài ăn tiền thì tại tụ điểm này, công an còn phát hiện và bắt một đối tượng có hành vi bán số đề cho các con bạc và một số người khác với số tiền giao dịch trên phơi đề là trên 8 triệu đồng.
Dù chỉ là một loài cây hoang dại, nhưng cây bần lại có sức sống mãnh liệt và mang lại nhiều giá trị cho con người. Loài cây này mọc rất nhiều ở các nhánh sông lớn nhỏ ở miền Tây, thậm chí là ra đến gần cửa biển thì vẫn có. Bên dưới những tán bần xanh tươi là sự sống đa dạng, là bãi bờ được bồi đắp từng ngày. Cũng như dừa nước, cây bần mọc rất nhiều ven sông rạch ở miền Tây. Loài cây hoang dại nhưng sự tồn tại thì không hề hoang phí. Bên dưới những tán bần luôn có một hệ sinh thái thu nhỏ, vừa đủ để là nguồn sống cho rất nhiều người, mà chủ yếu là người nghèo. Cây bần nó tạo ra cái hệ sinh thái khá là đặc biệt, nó cung cấp cái nơi sinh sản cho cá rất nhiều loài. Thì có thể xem đây là cái nhà hàng mà cá thủy sản rất thích, lát nữa nước vào nó mênh mông thì cá nó vào nó tìm mồi và nó ăn trong này, bởi vì chỗ này rất là giàu dinh dưỡng. Ở bên trên này nè, nó lại có một cái hệ sinh thái khác nữa, có thể có ong, có thể có chim hút mật, rồi có thể có kể cả khỉ nữa. À, trái bần ăn được rất là thơm, để nấu canh chua có thể chua quá. Dù có vị không hề ngọt, nhưng trái bần vẫn là lựa chọn số một của nhiều người khi đang đi trên sông mà chợt thấy đói lòng hay lạc miệng. Và cũng vì nhiều người ưa hương vị của bần nên nước cốt bần ra đời, trở thành đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng và Trà Vinh. Sản phẩm mới lên đời cho loại trái dại và mang lại thu nhập khá cho không ít người nghèo chỉ bằng việc đi lượm bần. Tiết tháng 5, tháng 6 âm lịch này, là cái mùa nông nhàn, thì người dân đi lượm bần một ngày trung bình khoảng 50kg thôi, tức là 50kg thôi, một gia đình thì ngày cũng 400 ngàn này. Theo kinh nghiệm dân gian, cây bần lâu nay luôn là giải pháp hàng đầu và ít tốn kém trong chuyện giữ đất, ngừa sạt lở. Bần không chỉ trồng ven sông mà trên cả những bãi bồi ven biển. Nhiều năm sống nhờ nghề trồng bần, ông Tăng Nội thấy và hiểu rõ cây bần có giá trị lớn lao thế nào. Bám cây bần này là tôi thấy là tôi lâu lắm rồi, mà cũng nhờ lại cho dân mình nữa, mà cũng lại cho nhà nước nữa. Đó, thấy vừa bảo vệ được cái rừng phòng hộ luôn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay buổi trưa. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Người truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, ý chí xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Những di sản vô giá, những hình ảnh giản dị gần gũi, những tình cảm của người dân dành cho vị lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Tất cả sẽ được phân tích trong chương trình Miền Tây hôm nay, được phát sóng vào lúc 18 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2024 trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón xem.